hãy uống ngay trà xanh Trung Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 15 giờ của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 9 năm 2021, sau khi Thủ tướng Chính phủ có công điện số 1265 về tiếp tục kiểm soát người ra vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ký công văn số 3405 ngày 7 tháng 10 về thực hiện công điện của Thủ tướng. Công văn yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân của tỉnh Bình Phước hiện đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và nhân dân các tỉnh hiện đang sinh sống làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Phước không tự ý di chuyển về quê, yên tâm ở lại làm việc, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời hạn chế lây nhiễm dịch bệnh cho người thân, bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ an sinh xã hội kịp thời theo quy định của Trung ương và các tỉnh thành phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người ra vào tỉnh. Việc ra vào tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai phải được sự thống nhất giữa các tỉnh thành phố, không để người dân di chuyển tự phát. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tính đến ngày 8 tháng 10, cả nước có 40 tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình cho học sinh. Trong đó có 31 tỉnh thành phố tổ chức dạy và học trực tuyến và qua truyền hình trên toàn địa bàn. Dạy học trực tuyến và qua truyền hình chủ yếu là các tỉnh khu vực phía Nam. Còn tại phía Bắc, có hai địa phương là Hà Nội và Hà Nam. Khu vực miền Trung có các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Cả nước có 9 địa phương dạy kết hợp trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. Tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Phía Bắc có tỉnh Sơn La. Cả nước có 23 tỉnh thành tổ chức dạy học trực tiếp hoàn toàn như bình thường, đều là các tỉnh phía Bắc. Do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trong nửa cuối năm nay, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã giảm đi so với trước. Số lao động cần tuyển chủ yếu là lao động phổ thông. Theo thống kê, ở thời điểm trước dịch, doanh nghiệp cần khoảng 18.000 lao động, thì đến nay nhu cầu tuyển dụng lao động chỉ còn khoảng 4.000. Bởi dù tình hình dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát, nhưng nhóm ngành công nghiệp dệt may, da giày và chế biến gỗ vẫn bị ảnh hưởng và chỉ sản xuất cầm chừng do thị trường xuất khẩu còn gián đoạn. Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tuyển dụng người lao động dịch chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận về Bình Phước. Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 lao động về Bình Phước trong đợt này, chủ yếu là lao động tự do mất việc làm. Ngoài việc tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng sẽ phối hợp để tổ chức các lớp đào tạo việc làm ngắn hạn cho người lao động, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Sáng nay ngày 11 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước tổ chức trao các gói dinh dưỡng cho công đoàn ngành y tế nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ y tế của tỉnh đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Tổng trị giá các gói dinh dưỡng trao lần này là 1 tỷ 753 triệu đồng. Đối tượng được trao gói dinh dưỡng trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư bao gồm đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ y tế trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh, người đi giám sát, điều tra, xác minh, làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tuyến đầu, đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng một người, được trích từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động tỉnh. Các cấp công đoàn cơ sở y tế sẽ rà soát số lượng đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động tham gia phòng chống dịch trong đợt thứ tư để tổ chức trao tặng gói dinh dưỡng một cách ấm áp và kịp thời nhất. Qua đó, góp phần cải thiện, tăng cường dinh dưỡng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống đại dịch COVID-19 trên toàn địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình hỗ trợ quà đại đoàn kết cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ nguồn hỗ trợ của Ban Cứu trợ Trung ương, sáng nay lãnh đạo huyện Đồng Phú đã tổ chức các đoàn đi trao quà cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Tại xã Tân Phước, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đinh Văn Kỷ cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã trao 32 phần, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, nước mắm, cá hộp,
cho 32 hộ gặp khó khăn trong xã. Đây đều là những đối tượng thuộc diện hộ nghèo, người neo đơn, đồng bào dân tộc thiểu số, người khó khăn đột xuất nhưng chưa được nhận hỗ trợ từ các gói hỗ trợ của chính phủ. Được biết, trong đợt này, huyện Đồng Phú có tổng số 332 hộ khó khăn được nhận quà từ nguồn hỗ trợ của Ban Cứu trợ Trung ương. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng sẽ được lãnh đạo huyện trực tiếp đến từng xã, thị trấn để trao cho bà con. Tiếp theo là thông tin cập nhật số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính từ 18 giờ ngày hôm qua đến thời điểm hiện nay. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước, đến thời điểm này ghi nhận thêm 3 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại huyện Đồng Phú đã cách ly trước đó, 2 ca tại thành phố Đồng Xoài test nhanh dương tính. Như vậy, tổng số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh là 1.467 ca, trong đó số ca đang điều trị 226 ca, số ca xuất viện 1.229 ca, số ca tử vong 12 ca. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đóng trên địa bàn tỉnh là nơi tiếp nhận quản lý đối tượng lang thang cơ nhỡ đến từ vùng tâm dịch. Trước nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh và mất an ninh trật tự do các trung tâm hiện vẫn là điểm nóng về số ca mắc SARS-CoV-2, thời gian qua, các tổ chốt phòng chống dịch được thiết lập duy trì với sự tham gia của các lực lượng đã trở thành nơi chốt chặn hiệu quả, góp phần quan trọng cho công tác phòng chống dịch bệnh ở địa bàn xung yếu này. Gắn bó với chốt kiểm soát COVID-19 tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Đức thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đóng tại thôn Bình Đức 1, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, đã hơn 70 ngày nay. Trung úy Trần Chí Công, một trong 3 sinh viên được Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tăng cường cho chốt, đã dần thích nghi với điều kiện thời tiết mưa nắng bất thường ở Bình Phước. Công việc khó khăn vất vả, cùng với đó là nỗi nhớ nhà, người thân. Nhưng với suy nghĩ, dịch bệnh vẫn còn, thì mình chưa hoàn thành nhiệm vụ người chiến sĩ công an nhân dân, đã giúp anh vượt qua những trở lực, khó khăn, để cùng với đồng đội ngày đêm bám chốt. Những ngày nào lên đây, thì mình... Thời tiết với khí hậu ở đây thì mình cũng chưa quen đây. Và một phần là do nhân dân, là mình vẫn một bộ phận nhân dân là ý thức người ta chưa cao, nên là mình phải vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa phải tuyên truyền, nhắc nhở đối với quần chúng nhân dân để cùng nhau chúng ta chiến thắng đại dịch. Cuộc sống thì cũng có xã, rồi ủy ban xã lo, rồi lãnh đạo cũng quan tâm, thì nói chung là cuộc sống cũng cơ bản là đảm bảo, thì nói chung là chấp nhận cái chung với cả đất nước thôi. Ngay sau khi Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương đưa các đối tượng lang thang cơ nhỡ, người bệnh tâm thần đến các trung tâm bảo trợ xã hội nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch vào cuối tháng 7 vừa qua, các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đã được lực lượng chức năng thiết lập tại khu vực Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bình Đức, xã Đức Hạnh và Bệnh viện Nhân Ái, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập. Ngoài lực lượng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, huyện Bù Gia Mập còn có sự tham gia thường xuyên của Công an xã Đức Hạnh và 3 sinh viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tăng cường. Lực lượng bố trí tại chỗ 24/24 đã giúp kiểm soát tốt người ra vào trung tâm, không để xảy ra tình trạng làm dịch lây lan từ trung tâm ra cộng đồng. Công việc của em thì hàng ngày đều vô đây để lấy công văn đi và công văn đến. Mỗi lần vô đây thì có các cán bộ trực chốt ở đây thì kiểm soát rồi cũng rất an toàn, nên là tâm lý vô đây, mỗi lần vô đây thì em rất yên tâm. Thì bên đây là khu vực này là trung tâm đã cách ly không cho người ngoài vào, không trong không ra ngoài. Đây là khu vực bảo vệ về cái vấn đề mà lây nhiễm là rất là an toàn, kể cả cán bộ ban giám đốc không ra ngoài và dân không được vào. Nên là chúng tôi cũng rất là yên tâm về cái vấn đề này. Cái mặt khác là cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân ở khu vực cái thôn Bình Đức 1 này, xã Đức Hạnh ấy, là phải yên tâm chứ không có vấn đề gì mà phải lo sợ. Tại vì công tác phòng chống dịch ở đây là được đảm bảo 24/24. Với sự phối hợp của các lực lượng phòng chống dịch tại địa bàn trong thời gian vừa qua,
đã giúp đảm bảo an ninh trật tự, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Qua đó, góp phần đưa xã Đức Hạnh hội đủ điều kiện trở thành vùng xanh an toàn. Đây được xem là điều kiện thuận lợi giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, tranh thủ tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 15 giờ của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hãy uống ngay trà xanh Cao Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.